không còn nhất thiết phải vùi mình cả ngày trên thư viện, gian nan tìm tài liệu học tập, học liệu cho các bài tiểu luận, luận văn. Giờ đây, việc học tập nghiên cứu của sinh viên đang thuận lợi hơn bao giờ hết nhờ thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số trong các trường đại học. Và cũng trong bối cảnh mà công nghệ số ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng, thì việc áp dụng công nghệ vào trong giáo dục đại học không chỉ là xu hướng, mà còn là yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả của quá trình học tập. Một năm học mới thì đang mở ra với sinh viên trên cả nước. Ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Cuộc Sống Số sẽ trải nghiệm phương pháp dạy học hiện đại và hiệu quả, cũng như những cơ hội và thách thức mà công nghệ số đang mang lại cho việc đào tạo. Còn trước tiên thì hãy đến với những giảng đường số tại một số cơ sở đào tạo công nghệ, nơi chuyển đổi số trong giáo dục đại học có thể cảm nhận rõ rệt nhất. Ngồi tại Việt Nam, học tập với giáo sư tại Pháp, nhờ nền tảng học tập trực tuyến, thời lượng làm việc với chuyên gia nước ngoài đã được trường học này tổ chức nhiều hơn, thuận lợi hơn so với việc chỉ duy trì phương thức giảng dạy trực tiếp như trước đây. Việc mà các thầy cô, các chuyên gia di chuyển từ nước ngoài sang sẽ rất là khó khăn. Mình cần phải xếp để mà làm thế nào lịch của các thầy cô phù hợp với cả sinh viên. Tuy nhiên khi mà có cái sự kết nối của công nghệ như vậy, thì mỗi khi có một cái khó khăn nào, bọn em có thể tổng hợp và cùng nhau tổ chức một buổi. Việc xóa nhòa khoảng cách địa lý cũng giúp nhà trường thu hút được nhiều sinh viên nước ngoài. Những sinh viên này chọn Việt Nam với lý do được trải nghiệm văn hóa Á Đông mà vẫn đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo quốc tế. Nền tảng học tập trực tuyến cho tôi học tập thuận lợi hơn rất nhiều. Từ Việt Nam, tôi vẫn có thể tham gia đầy đủ các chương trình học tập tại Pháp nhờ kho học liệu điện tử phong phú. Không còn gói gọn trong thời khóa biểu đóng khung, thời lượng học tập đang được nới rộng từ việc xây dựng kho học liệu mở với hệ thống bài giảng, bài tập có tính tương tác cao. 18 giờ mỗi cuối tuần, lớp học cao học này mới chính thức bắt đầu. Nhưng trước đó, học viên đã buộc phải xem trước, nghiên cứu kỹ video bài giảng trên kho học liệu số. Giờ học trực tiếp vì thế chuyên sâu và hiệu quả hơn. Năng động, đa dạng thì học viên hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, chủ động trao đổi với giảng viên. Thay vì với cách học truyền thống là chỉ có giảng viên dạy và học viên sẽ ngồi nghe. Trước khi vào lớp học, chúng tôi đã hiểu toàn bộ các cái kỳ vọng, các cái mong đợi hay các cái vấn đề của người học đã được trao đổi trước. Và trong quá trình học, chúng tôi cũng dùng hệ thống để trao đổi với nhau và mọi người tương tác với nhau trên đấy rất nhiều trước, trong và sau cái mỗi buổi học, cho nên cái hiệu quả nó rất là cao. Chuyển đổi số còn mở rộng cơ hội học tập. Theo học thạc sĩ tại một cơ sở đào tạo, anh Phước được cấp một tài khoản học tập trực tuyến. Với tài khoản này, song song với chương trình chính khóa, anh có thể học thêm nhiều nội dung khác. Bạn hoàn toàn có thể được đăng ký học thêm những cái môn học, những cái chuyên ngành mà nó giúp ích cho công việc của bạn, giúp cho người học thỏa mãn được những cái nhu cầu mà cần thiết thực tế qua công việc. Với giảng đường số, đối tượng của trường đại học sẽ không còn bị bó buộc bởi độ tuổi và đem đến cơ hội học tập suốt đời cho người học. Quy mô tính chất của các giảng đường số tại mỗi trường đại học có thể khác nhau, song rõ ràng việc xây dựng mô hình giáo dục đại học số là xu thế tất yếu. Theo các chuyên gia, thì để hình thành đại học số, thì việc đầu tiên là phải đưa dữ liệu bao gồm toàn bộ các bài giảng và hoạt động của mỗi trường đại học cơ bản lên môi trường số. Đây là một hệ sinh thái số lấy sinh viên làm trung tâm, định danh số cho sinh viên, giảng viên, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy, và sử dụng kết nối vạn vật IoT để truyền tải, trao đổi thông tin dữ liệu với nhau. Thông qua smartphone và thiết bị thông minh, sinh viên có thể ngồi ở nhà, kết nối và tương tác với các đối tượng khác trong toàn bộ quá trình đào tạo, cũng như theo dõi số liệu để có thể đánh giá và nâng cao hiệu quả học tập. Giảng viên và cán bộ quản lý thì có thể theo dõi quá trình đào tạo, quản lý sinh viên hoàn toàn trên môi trường số một cách thuận tiện và minh bạch. Mô hình đại học số đã được quy định chính thức trong quyết định số 146 năm 2022 của Thủ tướng về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này đã nhấn mạnh một trong những nền móng quan trọng trong việc phát triển kinh tế số và xã hội số chính là nhân lực số. Và sứ mệnh này đặt phần lớn lên vai của giáo dục đại học, đòi hỏi các trường phải không ngừng vượt qua thách thức và thích ứng với những chuyển biến mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số. Chống đánh hết giờ, chuông reo hết tiết. Lịch làm việc trước đây của các giảng viên giờ đã thay đổi. Song song với việc đứng lớp trực tiếp, đội ngũ giảng viên đang tích cực xây dựng kho học liệu điện tử. Việc chuyển đổi những nội dung kiến thức chuyên ngành lên môi trường số quả không mấy dễ dàng.
nhất là khi đồng thời phải thực hiện bằng cả phiên bản tiếng Anh. Ngoài những cái phương pháp tiếp cận, những cái phương pháp giao tiếp giảng dạy mới, cũng sẽ phải trau dồi thêm cả về thiết kế đồ họa, hình ảnh để cho cái bài giảng của mình nó hấp dẫn hơn, và khi chuyển tiếp được các cái nội dung nó sẽ không bị nhàm chán. Đối với giảng viên của nhà trường thì đương nhiên là nó cũng rất nhiều thách thức, đặc biệt đưa công nghệ vào bài giảng. Ví dụ như làm thế nào để các bạn có thể là tham gia xây dựng một bài giảng trực tuyến, hoặc là làm thế nào các bạn có thể, các giảng viên có thể xây dựng được một cái buổi ghi hình những cái bài giảng đấy một cách rất là sinh động. Hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và khoa học công nghệ là nguyên nhân chính khiến cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam chưa thể tiến hành chuyển đổi số một cách đồng bộ. Nếu như các trường đại học mà không thực hiện chuyển đổi số thì sẽ bị tụt hậu. Đấy, tụt hậu không chỉ về mặt quản trị mà rõ ràng là tụt hậu cả về công tác quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, và cũng không thể bắt kịp được với những tiến bộ khoa học của thế giới, bởi vì chuyển đổi số đem lại cho một cơ hội rất lớn trong việc tiếp cận thông tin. Chuyển đổi số đại học cần hơn nữa sự quyết tâm của các cấp quản lý, giảng viên và sinh viên để vượt qua những khó khăn, thử thách từ chính sách, cơ sở vật chất đến trình độ, kỹ năng. Chuyển đổi số trong giáo dục thì không chỉ là đổi mới thiết bị, công nghệ, mà nó còn là vấn đề văn hóa và con người. Trong đó rõ ràng không thể thiếu vai trò và trách nhiệm của người học. Các chuyên gia cũng đã nhấn mạnh, kỹ năng quan trọng nhất đối với người học là học cách để học. Chúng ta đã đi từ giai đoạn thiếu thốn thông tin tài liệu cho đến thời đại bùng nổ công nghệ, cơ hội học tập thì đang rộng mở chưa từng có. Người học đừng bỏ lỡ cơ hội trang bị những năng lực số thiết yếu để có thể trở thành công dân số, nguồn nhân lực số chất lượng cao trong tương lai. Thank you.